bác xuống bác chạy luôn này. Các bác thấy cứu được không? Bác thấy cứu được không? Quá đẹp. Bác có địa chỉ ở xã nào hả bác? Tân Phong. Bác cứ bỏ khẩu trang nói cho bà con xem nào. Bác ở xã gì ạ? Tân Phong. Tân Phong huyện gì ạ? Vũ Thư. Vũ Thư Thái Bình vâng ạ. Bác thấy máy này cứu được không? Quá đẹp. Không có gì là người không ở đấy mà nói. Đến mã. Tí mới mỗi phút. Đến đầu chưa? Sông Thưa ra thì như thế này là tương là phù hợp với Thái Bình rồi, còn nếu bác Thưa nữa thì bác đợi lấy hàng sông 25. 25 thì nó thưa lắm. Hàng con thì mình chỉnh được, mình điều chỉnh thoải mái. Dài cái món này là để bánh thưa. Không, cái thế này xong nó mất cây nào không được dặn lại có thêm được không? Hết mẹ rồi. Thế bác thấy máy này cấy được không bác? Được. Bác bỏ khẩu trang ra cho phỏng vấn đi được không ạ? Bác là địa chỉ bác ở xã nào ạ? Chúng tôi ở Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình. Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình ạ. Bác sang đây từ mấy giờ bác? Lúc 7 rưỡi. Thế bác thấy đi từ sáng đến giờ sang đây có xứng đáng với cái công đi không? Nói chung là được. Nói chung là sao chúng tôi đến là cứ đạt được nguyện vọng. Vâng ạ. Thôi thì giờ muốn giải phóng cái sức lao động. Vâng ạ. Cho bà con ở nhà đi tí. Dạ. Nên nhỉ? Thế là được thôi. Bác thấy cái máy này kế có nhanh không? Nói chung là tuyệt vời. Không có gì, tôi ngồi đây từ nãy giờ ngắm rồi, không có gì chê được. Vâng ạ. Nghe nhở? Vâng, chào cảm ơn bác.